Xúc xích là món ăn ưa thích của nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nhiều người ngày càng chú trọng đến những thương hiệu uy tín. Theo đó, một số cửa hàng như Xúc xích Đức, Anh Ba Tây đã khéo léo chọn nguồn nguyên liệu sạch và nâng cao chất lượng ở khâu sản xuất cũng như trong quá trình chế biến thực phẩm. Khi đến Việt Nam, thật khó để tìm món ngon từ xúc xích. Tôi muốn làm điều gì đó khác biệt và từ đó tôi bắt đầu nghĩ ra ý tưởng kinh doanh xúc xích Đức để khởi nghiệp. Phát triển với 3 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, thương hiệu xúc xích Đức Anh Ba Tây đã thu hút rất nhiều người Việt. Với hương vị đặc trưng theo phong cách châu Âu, xúc xích Đức được nướng trên bếp than để giữ được độ mềm và mùi vị khi chế biến. Bên cạnh đó, với tiêu chí ăn ngon, ăn sạch, thương hiệu xúc xích Đức Anh Ba Tây đã khẳng định được uy tín và sự tin chọn của mình trong lòng người tiêu dùng.